Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc Longines. Đây là một chiếc đã qua sử dụng, độ mới cao, còn đầy đủ bóc của Longines đi kèm anh em ạ. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc Longines mà ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em là một chiếc sử dụng bộ thân là thân thép và được thiết kế bằng vàng 18K. Chúng ta sẽ có một cái niềng benzen là niềng vàng khối này. Đi kèm sẽ là bộ dây được bọc vàng gold cap 200 rất là dày. Toàn bộ những chỉ bên trong của chúng ta là vàng 18K anh em nhé. Và với vàng một kim loại quý thì nó khả năng ánh kim rất là mạnh. Đặc biệt là theo thời gian thì cái lớp vàng của chúng ta nó vẫn rất là sáng bóng bẩy. Anh em rửa tay hay tiếp xúc hóa chất cũng không lo bị bay màu như là mạ PVD nhé. Mà ngược lại nó sẽ càng sáng, càng bóng bẩy như là một lần anh em đánh bóng trang sức ạ. Đây là một chiếc Longines nằm trong bộ tập là Golden Wing, một chiếc Longines đô đốc 5 sao với 5 ngôi sao 5 cánh. Là một trong những cái chiếc mà được anh em săn tìm rất là nhiều. Với cái size mặt là cũng khá là khiêm tốn thôi, size 35.5 tương đương với size 36 và độ dày thì siêu mỏng. Sử dụng bộ máy cơ automatic nhưng rất là mỏng, chỉ khoảng độ 7-8mm mà thôi. Và với kích thước này thì sẽ phù hợp với anh em cổ tay từ một khoảng độ 16-16.2 trở xuống. Đeo sẽ rất là tuyệt vời. Mình sẽ trên tay để anh em thấy được độ đẹp, độ chất của chiếc Longines này ạ. Thiết kế mặt đeo màu trắng giúp anh em trên tay nó tạo chúng ta cảm giác trẻ trung, năng động và nó có sức hút hơn rất là nhiều. Và đây không phải là mặt trắng thông thường anh em ạ. Đây là một cái mặt men trắng. Với thiết kế một cái mặt trắng sứ này nó sẽ làm cho bộ kim cọc bên trong của chúng ta ạ, nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều. Và toàn bộ kim cọc bên trong của chúng ta được Longines thiết kế bằng thép và được mạ vàng 18K nên nó rất là sáng và bóng bẩy trên một nền đeo màu trắng. Toàn bộ cọc số được Longines thiết kế bằng số La Mã, tăng phần cổ điển. Bộ kim được tạo hình đẹp, chúng ta sẽ có bộ kim thiết kế dạng kim lưỡi kiếm, được đánh vát hai cạnh ở kim giờ, kim phút nhằm tăng khả năng hấp thụ ánh sáng. Kim dây chuyển động mượt mà, nhờ sử dụng bộ máy có tần số rộng là 28.800 ppH. Vị trí góc 3 giờ là ô lịch ngày, góc 12 giờ là dòng chữ Longines và dòng chữ Automatic biểu tượng cánh chim. Bên dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có 5 ngôi sao 5 cánh, một cái dãy ngôi sao rất là đẹp. Toàn bộ 5 ngôi sao này được thiết kế bằng vàng 18K luôn anh em nhé. Đó, một chiếc Longines đô đốc 5 sao. Bên dưới sẽ là tên bộ tập là Golden Wing. Chúng ta sẽ có bộ máy sử dụng là bộ máy automatic và chạy chuẩn chronometer cho độ chính xác rất là cao anh em ạ. Không phải chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nào cũng được cấp cái dòng chữ chronometer như này đâu anh em ạ. Mà đồng hồ chúng ta phải có độ sai số rất là thấp, cũng như là cho độ sai và đồng hồ của chúng ta phải có độ chính xác rất là cao thì mới được cấp cái dòng chữ chronometer tuyệt vời như này anh em nhé. Bên dưới chúng ta sẽ có Swiss này, sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ. Mặt kính sử dụng trên chiếc này vẫn là mặt kính sapphire nguyên khối giúp anh em tránh được vết xước. Và chúng ta sẽ có toàn thân là thân thép và hai bên hông được tạo hình rất là đẹp. Anh em quan sát được phần lắc tu lắc ạ. Chúng ta sẽ có bốn cái điểm được thiết kế bằng bốn cái chấu hình tròn. Đó, nó vừa tạo điểm nhấn, nó giúp cho anh em có gì đấy nó sang trọng hơn rất là nhiều, tăng thêm phần giá trị cho chiếc Longines này. Đó, nhìn ở phần thân chiếc Longines này nó khá là đẹp anh em ạ. Đó, toàn bộ cái chi tiết này được thiết kế bằng vàng 18K luôn anh em nhé. Và phía bên hông phải góc 3 giờ sẽ làm núm chính, núm điều chỉnh thời gian. Cái núm này của chúng ta được tạo hình rất là đẹp. Nó thiết kế dạng cạnh khía răng cưa và nó được thiết kế nhô lên tạo hình chóp. Với thiết kế này thì anh em có thể dễ dàng kéo núm ra để chỉnh giờ và lịch và lên cót tay rất là dễ dàng. Đó. Với thiết kế núm này đã kết hợp với cả kim cọc bên trong, nó rất là tăng cái phần cổ điển, classic hơn cho chiếc Longines này rất là nhiều. Và thực sự là cái cảm quan cũng là cái ấn tượng ban đầu của mình khi nhìn chiếc Longines này, đó chính là thiết kế phần khung vỏ. Ở chiếc này của chúng ta được sử dụng một cái phần khung này, phần càng nó được thiết kế bốn cái điểm nhô ra này, tạo điểm nhấn. Đồng thời thì bộ dây của chúng ta ạ cũng được Longines tạo hình rất là đẹp. Anh em thì thấy ạ, đây là một trong những bộ dây mà mình đánh giá rất là cao vì thiết kế của nó đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Với chúng ta sẽ có 6 cái chỉ bên ngoài được thiết kế mảnh và một chỉ ở giữa bên trong của chúng ta được thiết kế nó to hơn và nó được thiết kế dạng phồng lên. Đó, được hoàn thiện phay xước và hai chỉ nhỏ của chúng ta thì bọc vàng gold cap 200 rất là dày. Và với vàng một kim loại quý thì nó ánh kim rất là mạnh anh em ạ. Đó. Đó, chúng ta sẽ có bộ khóa đi kèm, sẽ là một bộ khóa bướm thiết kế dạng giật. Ở bên trên sẽ là dòng chữ Longines và biểu tượng cánh chim của Longines. Và anh em mở bộ khóa này chúng ta chỉ cần xỏ cái dây bên dưới thôi ạ. Bên trong chúng ta sẽ có chuyện là stainless steel này. Đó. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau. Mặt sau chúng ta được Longines thiết kế kín máy và bộ máy sử dụng trên chiếc Longines này là bộ máy ATA2892, bộ máy huyền thoại anh em ạ. Với bộ máy này thì anh em sẽ có 21 chân kính, 28.800 dao động và khoảng 42 giờ cốt cho anh em trải nghiệm. Bộ máy rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một số thông tin ở chiếc khác ở mặt sau ạ. Chúng ta sẽ có dòng chữ Longines này và biểu tượng là cánh chim, logo đồng hồ cắt có cánh của Longines. Với cái độ trúng lớp rất là cao lên tới 150m nước này. Chúng ta sẽ có mặt kính sử dụng là mặt kính sapphire trên hình chữ S. Ở đây chúng ta sẽ có squid mate này. Và đồng thời chúng ta sẽ có một cái số series number rất là rõ ràng, dòng chữ stainless steel. Và với chiếc Longines đô đốc 5 sao, một chiếc sử dụng là
cái thân là thân thép và được thiết kế một cái đường benzen vàng khối, đi kèm sẽ là cái bộ dây bọc vàng gold cap 200 rất là dày. Mang trong mình cỗ máy ETA 2892, bộ máy huyền thoại của Longin. Bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, mức giá chỉ 19.500.000 mà thôi. Quá rẻ cho một chiếc Longin vàng 18K. Sử dụng máy automatic chạy chuẩn kilometer rất là tuyệt vời. Đặc biệt là chiếc này có khả năng kháng nước lên tới 100m anh em nhá. Và mức giá này chỉ áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như theo dõi video này mới được hưởng mức giá này. Các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra thì luôn kèm cho anh em một phiếu cam kết hàng chính hãng tại bên mình. Đó. Vì hiện nay thị trường hàng giả, hàng nhái làm tràn lan, làm anh em hoang mang, lo lắng, không biết mua ở đâu, tin tưởng, uy tín thì anh em hãy đến với đồng hồ Minh Triệu. Anh em sẽ thấy được sự an tâm, hài lòng khi sử dụng đồng hồ. Các sản phẩm bên mình bán ra cam kết chính hãng 100%, sẵn sàng đi thẩm định của anh em tại bất kỳ trung tâm cơ sở uy tín về đồng hồ tại Hà Nội nếu anh em có nhu cầu. Bên mình sẽ cấp thêm cho anh em thẻ bảo hành 2 năm để anh em yên tâm sử dụng. Và nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lấy tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu